Xin chào các bạn, đây là cái đồng hồ cổ nha. Chả biết từ năm nào và của nước nào. Chả biết nó có còn đủ các bộ phận của đồng hồ không nữa. Hình như nó có cái hộp thì phải. Đồng hồ này ngưng hoạt động rồi nha. Đồng hồ này xài bằng cơ cơ học, không có phải xài bằng năng lượng gì nha. Xài cái kiểu giống như hồi xưa mình nói là đồng hồ bằng dây thiều. Đây là cái đồng hồ cổ mình muốn đăng lên cho các bạn xem. Đây nó có ghi hàng chữ này nè, mà mình không biết chữ gì. Nu en. Đây là gì vậy? Xin là gì không biết, không hiểu luôn nha. Chữ này chữ La Mã hay gì cũng không biết. Có hình này giống như có cái thánh giá. Cầm một quyển sách và một cái thánh giá. Bên đây là một người mẹ bồng con, ở dưới có hai đứa con. Bên đây là người mẹ đang, người phụ nữ đang ẵm cái, đang cầm con chim đại bàng. Chim này giống chim cú mèo hay chim đại bàng gì, hay chim diều hâu gì nè, hay con quẹt gì nè. Trên đây là tượng của một người đàn ông ở chân đội một cái quả cầu. Quả cầu này màu đen, không biết là biểu tượng của gì đây. Ở dưới này thì nó có hai cái quả cân, cái quả, hai cái cục đôn, nhưng mà nó nặng quá, mình đem bỏ vô trong hộp tủ cắt. Rồi trước ở trong thì nó có hình, cũng có một cái hình tượng, hình như là hình con ngựa, hình người đàn ông đang cưỡi ngựa nha. Mình đang tìm người để sửa cây cân này, mình không biết sửa. Ủa, để sửa cái đồng hồ này nha. Bạn nào biết thì chỉ giùm mình nha, comment giùm mình nha. Ê, té. Quay lại. Té đó. Rồi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là tốt lành nha. Xin tạm biệt.